Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và ở tập trước đó các bạn thì mình lai tạo thành công với con Magma đó. Trong thời gian giữa hai tập thì mình đã nhân giống nó thêm, hiện tại là mình có tất cả là 5 con Magma luôn á. Và mấy con Magma này thì nó đẻ trứng rất là nhanh luôn nè. Đó, để mấy con đực với con cái gần gần nhau đó các bạn thì nó đẻ trứng liên tục luôn á. Đó, mình cứ đi vòng vòng mình lụm trứng của nó thôi á. Hiện tại là mình có 5 con rồi. Mình cũng đã luyện level cho nó cái kiểu các bạn. Trong lúc mà mình đi luyện level hay mình qua bên thú tuyết á, mình luyện á thì mình có farm được thêm mấy cây phổi con Yuuzhan nữa nè. Mình sẽ đem vô phía bên trong này để mình tẩm polymer vô cho cái phổi của nó luôn á. Để bắt đầu mình phân tích ra DNA, mình sẽ thử lai tạo cái con Yuuzhan đó bạn. Yuuzhan trong này thì nó có sự kết hợp giữa Ankylo với lại Yuuzhan nè, với lại Yuuzhan kết hợp với con Managa với lại con Cú Tuyết á. Thì không biết có con nào búp đam không nữa. Mình sẽ lai tạo thử ăn. Cái nào nó cũng cần có cái DNA của cái con Yuuzhan hết á. Với lại trứng của Ankylo ha. Ankylo thì lần trước mình có bắt một con, mình bắt hình như ba con lận. Anky ok, đúng rồi ba con nè. Đó, con này thì ui hôm nay 19 cái trứng trong người của nó. Ok, còn con kia thì sao rồi? Để trong remote lâu là nó sẽ đẻ trứng rất là nhiều luôn á. Con này mình mới lấy phải. Còn con trong này thì được bao nhiêu cái đây? Thì 19 cái đó. Vậy là mình ẩn cùng một lúc á là nó sẽ ra trứng cùng một lúc luôn. Lần trước mình bắt được hai con level 80 ha. Sau đó nó lên level 119. Có 38 cái trứng luôn ha. Wow, chừng quá đất. Mấy cái này mình sẽ bỏ trong này hết luôn đi không. Còn mấy cái run đồ thì mình sẽ bỏ phía bên đây đi. Farm về được đồ tùm lum tùm la hết à. Có cái trong này thôi. Rồi. Bây giờ thì bên đây nó đang tẩm vô cho mình nè, được 15 cái. Mình sẽ cho phía đây để cho nó phân tích ra đi. Mình sẽ có được Yuuzhan. Đó, ok. Vậy là có được Ankylo á. Yuuzhan một cái đi. Yuuzhan kết hợp với lại Ankylo á. Con này chắc chuyên gì để farm quá, mình nghĩ chắc nó không có búp đam rồi. Theo như trong phần miêu tả của nó. Nó thuộc gì? Giống là hung dữ á. Còn phía đây là thuộc dạng tăng cơ. À, hai giống khác nhau á. Hôm nay mình sẽ thử hai con này luôn đi. Nếu mà đủ DNA á. Không đủ chắc phải đi farm thêm quá. Đây có vẻ hơi ít ít. Được nhiều cái đây. 200 mấy cái luôn hả? Đây còn một cái nữa thôi là xong rồi. Một cái nữa thôi là chúng ta sẽ có được ba cái. Để vào phía bên đây cho nó phân tích luôn. 200 mấy nè. 200, 300 không? Ui 288 thôi ha. Thôi thì duty một chút đi. Vậy mình sẽ giúp con Ankylo trước các bạn. Đó, giúp một cái ăn. Kết hợp với trứng Ankylo. Nhưng mà không cần có DNA của Ankylo đâu. Còn bên đây thì cần có cái có một cái trứng nữa, cái trứng kích thước lớn nữa mới được. Với là thiếu thiếu nè, thiếu DNA rồi. Kích thước lớn thì ở trong này. Chết rồi, hết ngọc silica luôn rồi. Ây da, vậy là phải làm một chuyến đi farm thêm ngọc silica nữa. Quay trở lại chỗ căn cứ cũ á. Dưới hồ nước này cũng có nè. Đó, có nè. Xuống mình lượm luôn. Hôm nay mình mới bắt cho mình thêm một cái con rái cá các bạn. Rái cá để cho nó giữ cho mình mấy cái antifat á. Giữ thật là nhiều antifat cùng một loại để đem đi đánh boss cho nó dễ dàng hơn. Đỡ mình phải dịch chuyển tới dịch chuyển lui. Lượm chút xíu thôi quá chừng quá đó. Mình sẽ để em nó đây đi. Lượm xong ngọc silica thì mình sẽ bỏ vô trong này luôn. Bật cái máy lên một cái. À, bật lên cần phải có mạch điện nữa. Mạch điện thì trong này mình có LED. Quốc lấy một cái ăn. Một cái để làm nhiên liệu thôi. Máy này nó chạy cũng tốn nhiên liệu dữ lắm. Đó, cái trứng này chế tạo cực lâu luôn ăn. Trứng kích thước lớn nè. Còn phía bên đây thì sắp sửa cũng xong rồi. Yuuzhan thì mình thấy chỉ có hai loại thôi. Với cái yên cửi, yên cửi này của Vanilla rồi. Ồ, yên cửi của nó cũng cần có ngọc silica luôn ha. Nên quá mình lượm về nhiều á. Vậy là dư xài luôn. Nếu mà muốn làm thêm một con nữa thì bây giờ mình cần phải đi đi săn thêm mấy con Yuuzhan nữa nè. Với lại cái kích thước trứng lớn. Trứng lớn thì coi như là đã có rồi. Thiếu những cái phổi nữa thôi. Mà con này sắp xong rồi chứ. Để coi. Con đó thì Anki một cái. Anki lần trước mình có học yên cửi rồi nè. Chế tạo luôn cho nó ăn. Dứt một cái đi. Đó, có sẵn nguyên liệu ở trong này luôn.
Và bên đây thì cũng đã xong rồi nè. Duty một cái lấy ra để mình summon ăn. Con này cái chắc là siêu farm rồi. Phải không? What, cái gì đây? Ủa, Ankylo nhưng mà có lông ăn. Khi mà kết hợp với con Yuuzhan. Ây da, nhìn cũng độc lạ lắm luôn á. Ừ, con này cần yên cưỡi nè. Hên quá, mình có chuẩn bị sẵn. Lấy 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 ra luôn. Anki hay là Yuuti không biết nữa. Mình chế tạo cái yên của Anki mà nhìn hình dáng nó giống của Ankylo hơn á. À đúng rồi nè. Chỉ có điều là nó có lông thôi. Đây là cắn thường, đánh thường nè. Để coi farm được không. Ồ không farm được. Cái gì vậy? Ồ, có thêm một cái lớp giáp nữa bảo vệ à, chủ phải á. Búp cho nó thêm một cái lớp giáp nữa. Rồi ít kìa. Ít kìa là gì đây? Ít không có à. C à? À C là đập đuôi. C là đập đuôi để farm á, còn đánh thì được 400, cắn thường 300 mấy thôi. Đánh nó bị dính hiệu ứng à. Ồ quảng sợ luôn hả? Ồ. Lai với con Yuuzhan cho nên nó có chiêu quảng sợ nè, khi mà đánh vô mấy con hiền hiền á. Q-E-R-O. Ui, ấm E cái văng con này ra luôn rồi. Vì là chi Q với E đồ là không có, ăn O là không có, ship, control đồ thì ALT không có. Vậy là nó có chỉ có một cái chiêu là đập đập cái đuôi này thôi. Ui, nhưng mà đập cái đuôi là có thể đi được luôn nè. Giống như kiểu đi ngang luôn không? Vậy là có thể vừa farm vừa đi được hả? Ồ, lướt qua cái cục đá luôn nè. Vậy là con này chỉ đen chuyên này farm thôi. Để rồi mình thử coi. Thử cái chi búp lên cái đánh thử coi nó có bị quảng loạn không nha. Với lại mấy con như con Baronto chẳng hạn. Búp lên một cái nè. Mấy con nhỏ nhỏ này thì không có hả. Đập cái đuôi một cái thì nó cũng có bị hoảng sợ nhưng mình không chạy nha. Nó không chạy tán loạn lên đâu mà nó cũng tấn công mình luôn à. Cắn thường 400 mấy ăn. Cái này mình cắn là một cái là test đam nè. Cắn thường là 340 nè. À, nội tại của nó mặc định là vậy rồi. Cắn là bị quảng loạn, cắn là bị quảng loạn á. Sau khi nó quảng loạn xong á thì mình đánh được tăng đam lên á. Nãy có 300 mấy, bây giờ cắn một phát, cắn thường 400 mấy nè. Còn đập đuôi á thì là bao nhiêu đây? Đập đuôi là 500 mấy á. Nói chung con này cũng không mạnh lắm. Mình sẽ cho lên thử thức mạnh cái á. Được cái gì quảng loạn à. Nhưng mà cái với cái số máu này thì vô đụng với con boss, chắc con boss giả vài cái chắc chết quá không được. Vậy cho vô đội hình đánh boss không được rồi. Con này chủ yếu để farm thôi. Lên thử máu cho em nó nghe. Ồ lên máu chậm lắm. Không được. Con này lên máu cực kỳ chậm luôn á. Đập cây á thì à lấy được gỗ với tháp á. Đây bây giờ thử một cái nè. Cắn thường 1.300 ha. Có hình 1.600. À có búp á. Có búp á thì nó tăng đam lên. Vậy tính ra cũng giống giống như kiểu búp đam vậy đó. Đánh phát đầu tiên này 1.300 nè. Sau có hiệu ứng thì sẽ nó lên 1.600, 1.800. Đập đuôi một cái. Ok. Thôi được rồi. Đi về thôi. Vậy bây giờ mình phải đi farm thêm ha. Hy vọng là con tiếp theo con Yuuzhan á. Farm thêm khoảng tầm 7-8 cái phổi nữa thôi là đủ rồi. Con này mình sẽ để nó phía bên đây đi. Để coi chính xác là coi thiếu bao nhiêu cái nè. Hy vọng với con này 7 cái nữa ha. Tầm 7 cái phổi nữa thôi là được. Ok. Mình sẽ lấy con rồng chiến của mình các bạn. Đây mấy con chúa tể mắt ma này F3 nè. Đại đại. Con này thì mình không có nâng tốc độ đâu. Chủ yếu mình nâng máu với nâng sức mạnh cho em nó thôi. Cho nó thuộc dạng là tiêu đánh boss luôn. Cứ ra lệnh cho tấn công, ra lệnh tấn công thôi. À, đây đây đây, mình thấy một con nè. Rồi 80 ngón. Vô mình xử liền. Bây giờ con này của mình mạnh lắm nha. Nếu mà sử dụng cái chiêu C đậu đất nữa thì cực kỳ khủng khiếp luôn á. 12.000 đam. 12.000 đam này là 12.000 đam kéo được một giây lần á. Đây thì được một cái, ngon luôn. Thì vô khoảng tầm 6 cái nữa. Kiếm 6 con như vậy thì nữa là đủ á. Mấy con này hay đi chung với mấy cano lắm. Xuống phù cho một cái ria qua ria lại một phát xong xuống lụm liền ha. Cái cá của mình nó sung ghê không
Nó thấy thịt là nó cắn liền, cắn liền mà. Ui, level 600 luôn hả? Ây da, level 600 thì đánh ổn quá. Đánh hạ nó thì ổn quá, cho nên mình nếu mà trường hợp mà Dalai tạo ra một cái con không có búp đam được á, thì mình sẽ bắt con của Vanilla luôn. Chắc sẵn mình tem một con để dành luôn quá. Ra con này cất cất vô đi. Bây giờ mình sẽ lấy con ngựa ha. Ngựa baby của mình đây. Vô mình tóm súng lưới cho nó một cái, sau đó mình đá liền ha. Đó đó, dính dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ai nhà rớt xuống dưới này luôn hả? Lui lui cái xe dơ liền. Đá dồn dập luôn ăn. Con này đá cái là tăng turbo liền ngay lập tức à. Máu của nó 45.000 máu lận cho nên không sợ. Đây rồi, ngon ngon ngon. Con này á thì mình sẽ cho nó thịt thịt cừu vô ăn. Nó ăn thịt á. Chia cho nó ít thịt đi. Rồi, 50 miếng thịt dư sức. Con này ăn, ôi 20 miếng rồi hả? Wow, con này level 600 lận. Cho nên nó ăn hơi bị tốn kém. Và mình cũng sẽ không quên đánh dấu em nó lại luôn không? Đánh dấu em nó lại đây. Vậy là đã xong, coi như là có thêm một con Utiran chuẩn bị gia nhập đội ngũ búp đan của mình rồi đó. Còn bây giờ thì mắc ma một cái. Lấy con F3 ra để mình di chuyển tiếp không? Cạp hết, nhường chỗ cho nó spawn mấy con mới. Đó, 7 cái luôn. Bên đây thì trứng thì cũng đã đó xong rồi nè. Một lần chế tạo ra được 5 cái để dành sử dụng luôn. Bấm thêm một cái nữa. Đó, chính thức bây giờ đã đủ. Phải chờ đợi thêm nữa không? Và con bên kia thì 25% rồi. Chờ đợi thêm một chút xíu nữa thôi là xong. Trong lúc đó mình sẽ sử dụng con này đi. Để quẩy quẩy cái đuôi một phát ăn. Bên đây thì quẩy cái đuôi một phát. Lâu lâu mình lên con này mình quẩy 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 đuôi thôi là nó cũng có thể lên cấp rồi đó. Nhưng mà con này thì đi chậm lắm. Mỗi lần di chuyển nó đi là một cực hình luôn á. Chỉ có cách duy nhất là mình sử dụng cái remote á để mình kéo nó đi thôi, chứ còn cho nó đi bộ thì khó lắm. Kéo nó đi tới cái khu vực mà đông đông á, sau đó thì ra lệnh cho nó chiến đấu. Đó đó, nhưng ở phía bên đây nè, nó hay spawn nó nhiều không. Cái mình kéo nó qua phía bên đây, mình cho nó luyện cấp thêm ở đây. Này bỏ xuống dưới này ăn. Sau đó thì tấn công cưng ơi, cho nó farm ăn. Đó, trời ơi nó farm nè. Bên đây luôn. Đúng rồi, trời ơi bắn lửa. Chiêu bắn lửa này không mạnh đâu. Chủ yếu có chiêu quạt quạt cái đuôi là mạnh thôi. Nó bắn bắn villager điện cái kiểu. Sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng. Đúng rồi, quẩy cái đuôi, quẩy cái đuôi. Một đó, trúng liền. Bên đây luôn, bên đây luôn. Xa quá nó không nghe. Mình hơi đứng gần gần nó chút xíu. Cho nó lên thêm level nữa mới được. Đẩy nó đó đi. Cho nó farm đó luôn. Lát nữa mình sẽ đem nó vô đội hình đánh boss của mình các bạn. Để xem coi được không. Hy vọng là không có chiến binh nào của mình hy sinh giống như lần trước đánh boss nữa. Lần trước bị hy sinh mất tiêu con Phượng Hoàng. Và được 50% rồi nè. Vẫn chưa xong nữa không. Rồi con Ankylo mà chế tạo nhanh quá. Mà sao con nó lâu quá vậy không biết. Ôi da. Ui xuất hiện con Alpha luôn nè. Ngon 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 ngon. Có con Alpha thì luyện cấp ngon lắm. Tấn công, tấn công, tấn công. Đúng rồi. Wow, dính đam liền. Ui, nó phun vô ngay kìa. Ủa mà mình ra lệnh cho nó tấn công ngon quá anh. Mình cưỡi nó sử dụng cái chiêu phun đó là hay bị hụt lắm. Ngon luôn. Chắc chắn là em nó được lên cấp. Này. Con này thì lên máu lên chậm lắm. Máu nó mặc định là rất là nhiều anh. Nhưng mà cộng lên chậm lắm. Cho nên cứ lên cho nó sức mạnh thôi. Được thêm đồ nữa này, móng vuốt cái kiểu nè. Đó, ù dính nè. 11.000 đam một hit. Tính ra mình ra lệnh cho con này đánh ngon hơn mình cưỡi nữa. Và trong này thì Duty cũng đã xong rồi. Lẩm 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 lẩm. Cho ra phía bên ngoài ăn. Xem coi con này là con gì đây. Con này thuộc dòng tăng cơ à. Ui, hình dáng của nó giống con Duty lên nè. Nhưng mà cần có yên cưỡi. Vậy thì mình sẽ chế tạo cho nó cái yên duty luôn một cái. Hồi nãy hình như mình học rồi đúng không? Đúng rồi nè. Ngon lành luôn. Dục bớt mấy cái không cần thiết nha. Mấy cái đồ linh tinh cứ quăng đại trong này. Cái đồ rảnh rảnh mình lọc lại một phát. Đây rồi. Có yên cưỡi, có yên cưỡi. Hồi hộp mà chờ đợi xem coi em nó có búp được đam không. Chụp phải một cái thôi. Ủa
Ô, đóng băng. À, cái chiêu đóng băng đồng đội này để hồi máu cho đồng đội. Rồi luôn, đóng băng này của con cú tuyết. Đi được rồi nè. Trời, đau ra hử ơi. Chụp phải, chụp phải. À, đóng băng để hồi máu. Cái chiêu này thì bóp dữ lắm, không được. Chiêu này chỉ hồi ở nhà thôi anh, chứ hồi máu đang đánh mà bóp cái chiêu này một cái coi như là tự hủy. Còn ít thôi. Cái gì vậy? Hú lên phải không? Búp đam đúng không? Ủa? Chiêu này không phải búp đam. Chiêu này để làm quảng lọn hay sao á? Ờ, không thấy có hiệu ứng gì hết luôn. C nè. Cái gì vậy? Oh my god. À, để thử coi. Chiêu ít là hú hú lên đang. Còn chiêu C là nó phun phun tia laser gì ra ghê lắm. Sẽ đi hướng phía bên đây đi. Kiếm còn gì đó nhẹ nhẹ ký anh thử coi. Ui hết stamina hả? Thôi đi bộ tốn stamina dữ vậy. Chưa có thử gì hết anh. À có cộng lông nè. Có mấy cộng lông chim ở dưới anh. Thân hình của nó thì cũng à có cái đầu thôi. Có cái đầu là giống cái con Managa nè. Thân hình nói chung là cũng giống y cái con à cộng lông đó là lông của con cú á. À cái tai của nó giống cái tai cái nó có lông cú á. Còn cái đầu của Managa thân hình thì của con Yutiran. Đây này có mấy con Raptor dưới đây nè. Mình xuống mình rú cho một cái à. Ủa? Rú này có công dụng hết vậy? Cắn thường 200 mấy. Bắn thử coi. Bắn băng nè phải không? Phải băng không vậy? Thấy giống như chiêu phun băng của con Managa đó. Chứ gì nữa, chiêu là chiêu phun băng rồi. Chiêu được cái là kéo lên một giây dữ lắm nhưng mà nó không có đam bao nhiêu đam hết à. QR chết 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 chết. Ui. Oh no 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 no. Oh no, con hải ly của mình, cái cá của mình chạy đi cưng. Đúng rồi. Ui bấm chiêu E cái ăn. Nhưng là mấy con này mình không thấy có con nào có chiêu E hết à. Control Shift Alt không có luôn. Trời ơi. Chỉ có chiêu này phun 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 gì thôi. Được 48 đam nhưng mà kéo lên nguyên một giây á. Cộng dòm là chắc cũng nhiều lắm luôn á. Giống kiểu Managa. Nhưng mà không có đóng băng lại á. Không có hiệu ứng đóng băng như Managa. Bốn mươi tám luôn. Nếu mà mình cộng thêm sức mạnh vô cho nó thì nó có tăng đam lên không? Nếu mà tăng đam lên thì cũng mạnh đó chứ. Ồ lên kìa. Nhưng mà cũng không được bao nhiêu hết à. Không như con này không xi nhê luôn mà. 142. Cắn thường thì được 1000 mấy. Còn chuột phải thì đóng băng nữa coi. À, đóng băng bản thân của mình lại thôi anh. Máu bắt đầu tăng lên tăng lên. Stamina giảm xuống. Đúng kiểu con cứu tiết luôn á. Vậy chắc phải sử dụng cái con của Vanilla để búp rồi. Con này chắc để nhà để búp máu được. Hợp lý chứ. Mình sẽ thử sử dụng con này ăn để đóng băng cho con khổng lồ này coi được không. Chụp phải một cái nè. Ủa không được à. Ui nó bự quá, đóng băng nó không được hay sao á. Hay là mình đóng băng không trúng không. Chắc là xa quá. Mình sẽ nhích lại một chút xíu nữa. Đó đứng ngay chỗ này nè. Đó à, đứng ngay cái chân của nó. Ngay cái tên của nó này mới tính nè. Chứ còn đứng chân trước là không có tính không. Đóng băng để cho em nó hồi phục máu là dần dần à. Có lên máu không vậy? Sao mình không thấy có công dụng gì hết anh? Nó có công dụng với mình nè. Còn con kia thì vẫn là 61. 260,1. Ờ vậy là không có lên máu luôn á chứ. Kỳ vậy anh. Không thấy lên máu cho em nó. Còn nếu mà mình đem mấy con siêu búp máu này của mình qua nè. Để búp cho nó hiện cái. Có lên không? Đó lên liền nè. Đó con này lên liên tục lên 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 máu luôn á. Con kia đóng băng nhưng mà không lên nhiều bằng. Ủa vậy con này búp xịn hơn đó chứ. Đây rồi cuối cùng thì em nó cũng đã xong á. Mình sẽ cho em nó về với lại căn cứ luôn một cái. Đây cưng ơi. Chế tạo thêm một cái yên cửa cho em nó nữa không. Rồi sau đó thì cho nó đi luyện thêm một chút xíu. Lên thêm chút xíu máu nữa.
Con này chiên gì búp cho nên mình sẽ cho nó lên nhiều nhiều máu một chút xíu để em nó không bị ẻo quá sớm không. Đó, đủ luôn, đủ luôn. Lại tiếp tục có thêm một đống đồ nữa rồi. Ở đây thì có nguyên một nùi luôn nè, mình nhào vô, cắn cho vài cái. Luyện cấp cho con Yutira này của mình một ít ra để mình lên thêm máu cho em nó. Cho nó vô trong cái đội đi đánh boss của mình luôn. Vậy nó sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ là búp sức mạnh lên cho mấy con mắt ma ha. Mắt ma với lại mấy con rồng nổ của cái con rồng nổ của mình đánh là hợp lý luôn á. Con này thì lên máu đỏ nhiều nhiều vô, nhiều nhiều vô. Mình về với căn cứ mình để cho con Yutira nó hồi máu cho đầy cái đã. Trong lúc đó thì mình sẽ vô trong này để xem coi element của mình thì nãy giờ chế tạo thì được 1.300 mấy miếng rồi nè. Đó đem theo ha. Con rái cá đấy của mình thì đang giữ đủ một bộ bạn, 5 cái anti-quách trong này nè. Cho nên là đi chuẩn bị đại chiến được rồi đó. Chờ đợi cho nó búp máu cho đầy lên nữa thôi là xong ha. Bắt đầu lên đường. Lần trước thì mình bị hư cái chỗ đánh boss rồi. Con boss nó đập một cái bể luôn ha. Bây giờ phải chế tạo lại một cái mới nữa mới được. Đây cái này nè. Cái này hơn là công thức cũng dễ ha. Chỗ này khó nè. Đệ tử của mình nó đứng đây nó khó hơn chứ để dướng tùm lum tùm la đánh không được nữa. Tự hết rồi, đảm bảo xung quanh đây clear hết. Raptor này nó hung dữ dữ. Chỉ còn là mấy con hiền hiền thôi là được. Rồi, xuống dưới đây bên mình đặt cái bàn xuống không? Như là chúa tể địa ngục đồ nào đó, mấy con này thì qua phía bên đây để chuẩn bị đội hình ăn. Con boss xuất hiện là chiến liền luôn á. Lâu thôi mình chuẩn bị đội hình đó các bạn, thì mình đưa hết mấy con mắt ma của mình qua búp đam, búp máu cái kiểu ăn. Gigan với lại T-Rex tinh tinh đồ nè. Đó Titan không lờ ăn, rồng nổ cái kiểu. Và ăn T-Fast đồ cái kiểu trong này mình cũng đã đủ. Mình chỉ còn thiếu cái lần này thì con boss này nó cần có thêm cái DNA nữa mới được. Ok, vậy mình chế luôn ăn. Boss lần trước thì không cần có DNA đâu. Nhưng mà con tiếp theo là con này cần có thêm 26 cái DNA nữa. Vô mình chế tạo thêm DNA mới được. Bấm cái EX ra. Bút 10 cái đi. Cái này mình hết luôn. Nãy cần 26 cái, giờ chế tạo 2 cái là đủ rồi. Một cái thì ra được 13 cái. Hai cái là 26 cái là vừa đủ đi luôn á. Đã, ok, đủ rồi á. Căn cứ mình bây giờ chống lôi chống lốc ăn. Chỉ còn là mấy con cùi 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 thôi. Bây giờ quay trở lại chỗ cũ một phát. Cúp lên một cái là chiến liền ăn. Hy vọng là hôm nay không có chiến binh nào của mình hy sinh hết. Bỏ vô. Bật lên một cái, kích một phát. Đó. Chờ đợi cho nó bắt đầu chế tạo và summon rồi thôi. Con này miêu tả của nó dài lằng ngoằng dữ vậy ăn. Macro. Con này là Cyber Macro. Con này của mình cũng Macro nè. Ủa. Con của mình cũng Gigan, nó cũng hình ảnh giống Gigan. Nhưng mà nó phiên bản là Cyber luôn. Chắc là phiên bản xịn hơn phiên bản của mình nữa. Đó hiện tại là đang búp này nhiệt tình lắm, búp máu, búp đam các kiểu. Mình chờ đợi con này chút xíu nữa. Đó được nửa cây chế tạo cũng hơi lâu. Lần tiếp theo nữa là mình sẽ đánh với con boss này. Con này thì hơi căng xíu, cần nhiều nguyên liệu hơn nữa nè. Không cần DNA ăn. Không cần DNA nhưng mà nó cần có thêm ba cái đầu của con ba con boss của Vanilla mà phiên bản Alpha nó mới được. Và sắp sửa xong rồi. Lên con này. Mình ngồi mình tận dụng cái chiêu phun lửa của nó ăn. Đó, chiêu phun lửa này nè. Phụt 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 lửa liên tục luôn. Nó vừa xuất hiện là mình phút 6. Tấn công tấn công tấn công. Bao nhiêu máu vậy? 4 triệu 8 à. 4 triệu 8 máu. Nó là cái con gì có giáp tết hay sao á. Ủa da. Mình không nhìn thấy được ống máu nó luôn không? Chiêu gì đánh ghê vậy? Con kia của mình nó không đánh hả? Con bự bự của mình nó không đánh luôn. Đè, đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi. Nửa cây, nửa cây, nửa cây. Yuti của mình cũng nửa cây luôn rồi. Trời ơi, còn đẻ trứng nữa. Máu của nó nhiều gấp đôi con boss lần trước ăn. Boss đầu tiên đánh có 2 triệu mấy thôi à. Con này lên nhiều hơn á. Ui da, cái gì bẫy giáp hết vậy? Ủa, đánh xuyên thú luôn hay sao á? Nhìn con đệ của mình sắp sửa có con đi hay gì rồi. Vô mình cắn nhiệt tình luôn ăn. Cắn tùm lum tùm la gì hết. Rồi luôn một con. Con khỉ của mình tinh tinh đi rồi. Mấy con kia bắt đầu yếu đi rồi.
Ôi ơi, cuối cùng cũng đánh hạ được nó. Ui chết kìa, chết kìa, bị cháy chết. Yuti hồi máu rồi. Hồi hồi máu không kịp lợi hơn. Hồi máu 2 chết rồi. Chết một con hồi máu. Chết một con hồi máu với lại. Trời, mấy con này yếu hết luôn nè. Đang bị gì á? Đang bị mất máu đi đúng không? Ủa? Cái gì mà nghe tèo xèo 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 trong này á? Con hồi máu chết rồi. Đang nghỉ phân nè, đang bơm máu lại đó. Bây giờ còn có mình nó bơm máu thôi. Và đây rồi, lụm xác về. Mình đánh xong thì bộ giáp của mình hư hết. Mình chỉ nhận được mấy cái DNA được thôi. Thêm một cái này để kết tầm ra, bộ giáp của mình hư sạch hết luôn rồi. Trời ơi, con này yếu máu nè. Nhìn nó be bét lắm luôn á. Ghi ghi anh cái. Đúng rồi. Cái con mà khỉ đột của mình á, khỉ đột lai với con T-Rex á. Trời ơi, em nó đồng hành với mình cũng lâu lắm rồi anh. Ôi hên mấy con mắt ma này không chết đấy chứ. Đồng nổ này của mình thì, trời ơi, con nào cũng nhìn nó vật vã lắm luôn rồi. Nhìn được cái kết tầm này cho cái con Gigan nè. Kết tầm này của con Macro là con này của mình nè. Vậy là lắp cho con này à, bỏ cho con này thử đi. Đúng rồi nè. Ủa, bỏ vô là nó tàn hình luôn à? Ui, cái này bị lỗi hình ảnh hay là tàn hình thật vậy? Để mình xuống mình thử thôi. Đứng gần gần mấy con này nó tấn công mình đúng không? Cắn thử coi, cắn được nè. Con Giga này của mình chắc mấy con này không dám đánh đâu. Chắc bị lỗi hình ảnh hay sao á? Cái tầm mày chắc bỏ gì giống cái con boss đó mà nó bị lỗi hình ảnh cho nên nó biến mất tiêu luôn rồi. Lên thêm chút máu đi để sau này đánh boss đó có thể giữ lại mạng sống đó, chứ không mà đi á hên quá, tưởng đâu nguyên một đám chiến binh của mình đi hết rồi chứ. Mà lần này tiếc cái là không có nhận được cái phiên bản mà summon ra biến con boss trở thành đệ tử của mình giống như cái con Titan á. Titan mình sẽ cho nó về ở đây. Đứng đây đi. Titan một cái. Đó. Ôi con Titan này máu vẫn còn ok đó anh. Máu vẫn còn nhiều nè. Con này của mình có 200 mấy chục ngàn máu thôi à, gần 300 ngàn thôi à. Mà con boss kia 4 triệu mấy à, 4 triệu tư đúng không? Rồng nổ của mình cho nó về căn cứ luôn. Rồi con siêu hồi máu mình sẽ để nó phía bên đây đi. Đó, cho nó búp lên một cái. Đó, Macro thì còn nè. Về duty của mình đi luôn. Hồi máu đi luôn nè. Rồi con Red tinh tinh đi luôn. Chỉ còn là những con mắt ma thôi. Mắt ma mình sẽ để phía bên đây đi. Mắt ma mình sẽ cho con F3 nè. Để coi còn đủ không nha. Nãy chiến sự loạn lạc quá, mình không kịp nhìn coi bao nhiêu con hy sinh. Mắt ma một cái. Hai con đúng không? F2 đúng không? Con mắt ma F1 luôn. F1 nè. Rồi mắt ma bình thường nè. Thêm một con gì nữa vậy? Đâu là con này vậy? Ủa đi đi vô căn cứ của mình luôn. Mà nó hiền quá ăn. Mắt ma một cái nữa. Chúa tể địa ngục nè. Đủ chưa? Mấy con này thì không có con nào đi hết ăn. Chỉ có yếu máu thôi. Vẫn còn nguyên. Bên đây thì đang bơm máu lại. Con này mình sẽ cho qua phía bên đây để bơm máu cho mấy con bên đây đi. Cho nó búp máu lên ha, búp máu lên. Cho cái đám ở phía bên đây. Phía bên đây. Vậy là sau khi đánh xong con boss đó các bạn, thì mình không nhận được phiên bản summon, chỉ nhận được một cái kết tầm thôi. Ôi bị cùi luôn á, phải chỉ được cái con boss trở thành đệ tử của mình giống như con Titan bên đây thì ngon quá ăn. Vậy là hôm nay mình đã hy sinh nè. Tinh tinh khổng lồ nè, với lại con siêu hồi máu nè, với là con Yutiran, vậy là ba con ăn hy sinh ba chiến binh trong cái con boss thứ hai. Nhưng mà con hồi máu mình có thể like là được, còn con tinh tinh thì Red không, Red thì kết hợp với lại phải đi săn. Con Red là dễ, Red mình có nhiều lắm, tay của nó mình có nhiều lắm. Con này con gì mà sao nó cứ đi qua đi lại chỗ căn cứ mình hoài ăn, tay theo kiểu bắt siêu nè.
nhét thịt cho nó ăn ha. Con này tên theo kiểu bá siêu, con này giống cái con khủng long ngủ á, mày lúc ban ngày quá ăn. Nhưng mà nó phiên bản là lai sẵn luôn hả, nhìn mặt nó lạ lắm. Ồ con này có mật ong mình cho nó ăn là ngon nè, nhìn gương mặt nó cũng kỳ vậy á. Ok, rảnh rảnh mình sẽ thu phục nó thử ha. Vậy trong tập ngày hôm nay cuối cùng cũng đánh hạ được cái con boss thứ hai ha, chỉ còn con boss cuối cùng trong cái series lần này nữa thôi các bạn. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy hứng thú con mình cũng như series sinh tồn cho phần chơi ALK thì đừng quên cho mình xin một like với những video để mình có động lực làm tiếp những video tiếp hay cho bạn cùng xem nhé. Còn bây giờ thì bye bye.